Trâu thì sẽ nó ví dụ tội chan đã ở chỗ mà chỗ là quê rồi à dưới vai mà nhà hình quân đó mình hả ở đây vai anh hình quân rồi cà phê để quay ừ này à dưới nào chứ bay rồi nên đã xin nhà chị thì đó mà nó mà cứ ao 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 hiểu đây 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 cắt nhà của nhau em chỉ qua thế đó thế nản ra à chứ đại ca nên xin gì à大家好，刚从芷江回来两天，今天要进城跟大哥会合，到麻阳去摘冰糖橙，走了。这个都压楼了，这个能放几天？到达收费站，注意减速。我们现在已经到麻阳了，有一大队伍，遇到了小钢炮。我们是跟着三队还是小队？他们我们两个辆车过来。五万好不好？